Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Tôi vừa mới làm một cái chương trình về tác phẩm Sung ở triển lãm kỷ niệm 70 năm ngày xây dựng và phát triển và thành lập xã Nam Sơn, Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Có một cây sung mà tôi đã phát cách đây khoảng độ 30 phút. Thế nhưng mà khi sinh hoạt với ban tổ chức mời chúng tôi bữa trưa hôm nay xong ra thì có một cái điều rất bất ngờ. Đó là cây sung đã chuyển về chủ mới. Thế bây giờ tôi nhường cái lời mà giới thiệu cho anh chủ cũ của cây sung. Anh có những cái chia sẻ và anh giới thiệu anh để lại cây sung này cho ai và hiện tại thì trong cái tình trạng mà cây sung mà tôi đã bình luận trong clip ấy là nếu xét tổng thể của một cây sung thì chúng ta thấy nó là hình thú, đúng không ạ? Thế nhưng mà một nét phảng phất nữa đó là nét chữ tâm. Đấy, trong video mà tôi phát tôi nói rõ cụ thể rồi. Và tôi có gửi về cho bà xã tôi thì bà bảo là tại sao anh không đưa em đi ngay từ sáng sớm. Nếu mà bà đi thì chắc là cây sung về nhà tôi. Đấy. Đấy, tôi vừa gửi về. Đấy. Cũng rất là tiếc là như vậy. Thế thì anh giới thiệu cái anh chuyển cây sung này cho ai ạ? Vâng, em xin giới thiệu, em hợp hội sinh vật cảnh xã Lam Sơn. Vâng, em này thầy Quý đây ạ. Vâng. Sư Nguyễn Duy Quý đây có thích cây này. Vâng, em chào bác Trần Sĩ Quý. Vâng. Như bác nói là cây chữ tâm ấy ạ. Thì thôi thì đây là chỉ có chữ tình, em gọi là thầy để em học hỏi về thầy nhiều. Nên em thật sự là cây này rất là tâm đắc nhưng mà nhượng lại cho người có tâm. Cây chữ tâm là nhượng lại cho người có tâm ạ. Có tình. Vâng. Có duyên tình. Vậy là em chúc mừng bác Trần Sĩ Quý. Giá trị kinh tế đâu ạ. Vâng. Tôi thì rất thích chơi cây cảnh cho nên tâm huyết cũng đã dồn vào bài thơ. Bài thơ hay đặc biệt, bài thơ tuyệt vời đấy. Là tôi lại rất thích chữ tâm. Vâng. Cho nên là một nhà thư pháp nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Vâng. Thế kỷ 21, ông ấy 95 tuổi tặng tôi một cái chữ. Thì ông hỏi tôi là ông thích chữ gì. Tôi bảo tôi thích chữ tâm. Tâm thành thì sự nghiệp ắt thành. Vâng. Và ông này viết một cái chữ mà dài 2m8 bằng chân và biểu diễn mà đài của truyền hình Trung Quốc ấy phải ra. Thế mà tâm thành thì sự nghiệp ắt thành. Ông viết toàn bộ cái đó. Thế mà bây giờ thì chọn được cây sung thì tôi vào cái hôm nay xem rất nhiều cây và thì tôi đã kết cái này. Thầy tôi bảo cây này thì tôi sẽ hỏi chủ có bán không thì vâng. Thế nhưng mà khi anh em mình gặp nhau mà bác có hỏi Đỗ Sinh là Đỗ Sinh phân tích cái cây sung này, em nói cái ý của em có trúng ý của bác không? Rất trúng. Vâng, như vậy là bác đi trước em một bước. Không, chỉ đi trước được có mấy phút. Mấy phút thôi, vâng. Cho nên khi mà anh phát hiện cái này, quay trước tôi. Vâng. Tôi thì bảo là có lòng biết làm sao đấy. Vâng. Cho con cảm ơn thầy ạ. Vâng, bên cạnh là nghệ nhân sinh vật cảnh Việt Nam là bác Tô Dậu. Đấy, bây giờ bác Tô Dậu cũng đã được chứng kiến một cái buổi giao dịch dù là nhỏ thôi nhưng mà niềm vui rất lớn bởi vì là chúc mừng bác Quý đã có một cây sung đẹp. Nếu nói tổng thể thì hình thú nhưng mà nói sâu một tí nữa là chữ tâm. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Vâng. Chú Hợp cứ để cái này triển lãm cho hết. Vâng ạ. Sau đó chú chuyển cho anh về địa chỉ anh sẽ nhắn. Vâng, được rồi. Và anh sẽ chuyển cây súng cũ của anh xuống để bắt đầu là làm lại bởi vì là đợt gió bão nước đổ ấy đấy. Thế cây súng của bác bây giờ có bác có bán không ạ? Không, nó gãy nó rơi gãy mất cái đầu cho nên là phải làm lại. Thế bác bán cho em cái mình thôi, bỏ cái đầu đi. Thôi bây giờ nói vui nha. Bây giờ anh Hợp và bác Quý cho Đỗ Sinh lùi ra xa lấy một cái bức ảnh là chủ mới và chủ cũ bắt tay nhau. Tất cả các bác, các anh và các em và các cháu chúng ta một tràng vỗ tay thật dài. Đây là Đỗ Sinh chụp nhá. Xong rồi. Và đây là hình ảnh của tất cả các bác và các anh, các em, các cháu. Chúng ta đã chứng kiến một giây phút rất là đẹp, một cuộc giao dịch tuy nhỏ thôi nhưng mà niềm vui rất lớn. Đó là cây sung hình thú, cũng có cái nét chữ tâm,
của anh Hợp bàn giao cho bác Quý. Chúc mừng vâng. Chúc mừng anh nhé. Anh đã lấy được cây sung này chứ anh đã đi trước một tí thôi. Chứ còn có thì nhiều người sẽ còn vâng, cuốn video này tôi sẽ phát sau khoảng độ 5 phút nữa. Nhưng mà bác ơi, bác làm khi đến đây dự cái triển lãm của xã Nam Sơn. Nhưng mà vì là không đưa vợ đi là thiệt thế. Không đưa lóc nhà đi là đưa đi. Cho nên là khi đứng xa anh Quý anh bảo đến đây thế bảo tớ lấy cây sung này bảo thôi thế bác này đi trước em một bước. Muốn chơi cây là phải có hai quý. Quý nhất, thứ nhất là sổ lương là phải đưa cho vợ. À đấy đấy vâng. Còn đi làm thêm ấy. Nói là mới chơi cây. À đây rồi đây gặp bác Thanh. Bác Thanh là chủ tịch Hội Sinh vật Cảnh huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Xin cảm ơn các anh. Vâng, bác Thanh được chứng kiến một cái buổi giao dịch nhỏ thôi nhưng rất vui. Đó là cây sung của anh Hợp. Vâng, xin cảm ơn. Đã chuyển về cho giáo sư Quý. Vâng. Chúc mừng anh. Vâng. Như bác Thành bảo là phải giữ. Tôi xin lỗi là ngày xưa tôi có cây phong đàn phong vũ ấy. Sau này anh này sở hữu cây đấy. Cây vừa rồi đi thi một phát giật huy chương vàng. Vâng. Ngày xưa tôi mua của nghệ nhân. Thì gương cuộc chơi này quá đẹp. Cái này là mà cây mà tự nhiên như thế này. Mà bác ơi, bây giờ muốn có một người muốn sở hữu lại thì bác có giao dịch. Đây này. Phải để cho bác cái thử cái này tí chứ này. Không, tôi đã mua thì không có giao dịch nữa. Đấy, anh Quý ơi. Nên bảo không nói khi em gửi cái ảnh này về nhá, bà xã em có hỏi một câu này. Cây này có quả không? Bà nhắn lại bảo hỏi anh xem lại cây sung này có quả không thì tôi bảo có rất nhiều quả. Tôi thấy có rất nhiều dâu này. Và thậm chí còn có cái quả chưa hái hết này. Và dâu quả này. Đấy, cho nên là nếu quay về cây sung là một trong những loại cây mà ăn quả bonsai mà phải có quả thì mới đạt yêu cầu. Đấy, cây sung là có quả. Đây là vì quả tình thôi ạ, không phải vì giá trị kinh tế quả đây. Vâng, có rồi mà. Có rồi. Anh Hải ơi, khi tôi gửi về bà xã tôi có nhắn lại một câu là anh xem cây sung có quả không. Tôi bảo có quả, vòi quả có và có quả trên cây, rất nhiều quả luôn. Cho nên là cũng là chúc mừng bác Quý. Chứ nếu mà cây sung mà không có quả thì tôi nói thật với anh em mình nói vui thôi. Nhưng người phụ nữ không biết đẻ. Sao anh lại nói thẳng thế nhỉ? Nhưng người phụ nữ không. Chúng tôi chỉ dùng câu từ gọi là cây sung điếc thôi. Hoặc là cây sung đực thôi. Đấy, anh lại nói thẳng là phụ nữ vô sinh. Nhưng mà cây sung này là cây sung có quả. Và thậm chí rất nhiều quả. Về tay tôi thì vâng. Ông thích quả. Rất nhiều quả. Tuyệt vời rồi đấy. Cây chữ tâm này giao lưu bằng tình. Về tay tôi có quả bóng à. Ông muốn cho quả ra chỗ nào ra. Riêng với giáo sư Quý thì là thầy giáo sư rồi. Có tiếng nổ đấy. Rồi, cảm ơn nhá. Bây giờ bác về bên nhà luôn à? Bây giờ bác về luôn à? Anh chụp cái để chia tay. Nào đứng để chia tay cho. Anh tôi nhờ anh được không? Bên đây anh em bà đi. Mất cây rồi.